Chị có còn người thân nào ngoài hai cháu nữa không? Gia đình em bên nhà đất ai cũng thở dài, nhưng họ dạy em nhiều cái. Con nhìn trong nhà con không trở lại thật. Con nó cũng bỏ đứa mẹ thôi chứ nó cũng buồn lắm. Bây giờ con nói như nó cũng còn người thân của chị bên Việt Nam còn không? Ngoài Bắc thôi. Ngoài Bắc là gốc quê của chị ở đâu? Bố em là người chưa phát gì. Mẹ em Hải Phòng. Di cư năm tư hai người chấp nó. Em sang Trung Nam, Bắc Giang. Rồi có bao giờ chị về Việt Nam chưa vậy? Chị đi qua Mỹ bao lâu rồi mà chưa về Việt Nam? Em qua 81. Lúc em làm có tiền thì nó chưa cho về. Anh tìm bệnh một tháng như 90. Đầu tháng trong mỗi 45 đồng. Đi dép thừa còn nợ thừa tiền đó mà. Chị có muốn về Việt Nam chơi không? Bây giờ em không muốn chị. Em không muốn, em cũng không biết em đang làm cái gì, cũng không biết mình đâu. Nhiều khi em chỉ muốn chết đi thôi. Em không thiết nhai gì cuộc đời này. Em muốn xuôi tay thôi. Không thèm chứ nữa đâu. Không thèm. Không thèm. Chị sống như thế này thì có bạn bè gì thân thiết không chị? Có mỗi cái anh tóc dài thôi chồng con. Có mỗi cái gì ạ? À? Cái anh tóc dài nhưng mà anh hay đi thăm bài là. Dạ. Thế anh cũng là homeless hả? Bố anh có cái movie home. Ừ. Nhưng mà có khi nào giận em mà được cái lỗi thanh niên. Em không biết về nhà bố đâu, em không thể biết rồi em không bảo về anh. Anh tóc dài tên gì? Phạm Bình Thuận. Phạm Đình Thuận hả? Phạm Bình Thuận. Phạm Bình Thuận. Hôm nay anh đâu rồi? Xong rồi. Sòng bài. Hôm qua em cũng ngủ đi một mình. Tiền ở đâu anh có mà anh đi sòng bài? Tiền của em đó. Tiền của chị đưa cho ổng đi sòng bài hả? Đúng, có trốn đâu cũng tiền. Sắp lộ thang thì rất ngon. Lấy xong rồi cho đi được một hai ngày thì lại không trốn. Không trốn thì chọc cho em tức trời nó cũng chạy đi. Chiều về cũng đi hại mọi người. Cho nên em cầm. Em chỉ muốn xin anh trả xong cuộc đời. Còn trong khi sau không có đánh đâm càng ngày càng đau đớn. Anh rất đau. Thường thường coi như là tối thì ngủ bắt đầu mấy giờ về đây ngủ chị? Đêm thì thường thường á. Khi trời mà gọi là tối rồi á. Rồi sáng dậy thì mấy giờ dậy? Thường thường 3-4 giờ em thức rồi. 3-4 giờ thức rồi hả? Rồi mà khi mà buổi trưa với buổi tối mỗi đi ăn uống thì là mình ăn uống như thế nào ở đâu? Thì em cứ làm thằng mọi đường. Có khi người ta cho. Có khi một bánh mì trong sữa đó. Có khi gặp người quen mua cho rồi đi. Trả tiền ngồi ăn. Không biết đâu mà mò. Tiền bệnh của chính phủ cho mình có đủ để sống không chị? 845 đồng ngủ ngoài đường có trả gì đâu. Nhưng mà anh cầm hết rồi. Ai cầm hết à? Anh tổng dài. Mỗi tháng đều cầm hết. Tháng nào cầm một chiếc 907 cũng cầm. Bắt đầu xuống 870 cũng cầm. Cầm bây hết giờ, hay là cầm một phần thôi? Anh cầm hết. Có bây giờ 845 cầm 800. Để lại cho em 400 đồng. Bỏ em đi rồi em lại thích đi shopping đi chơi. Cũng xài hết thôi. Giờ cũng chẳng còn một đồng tiền nào hết. Tháng nào là hết tháng đó hả? Đúng. Tháng nào hết lựa chọn đó. Lấy xong rồi em anh không làm cho em tức thì anh không đi được. Và chồng tức chết trời thì anh chạy anh trốn được. Không chửi anh chưa nỡ bỏ đi được. Bây giờ đó là coi như là cái đời sống homeless được mấy tháng, 6-7 tháng như vậy rồi đó. Thì tiền thì chính phủ cho 800-900 đồng một tháng để sống. Ngủ thì ngủ ở đây. Vậy thì theo chị thì chị thấy là cái đời sống như vậy chị cần cần thêm những cái điều gì để cho nó tốt đẹp hơn? Chẳng biết cần cái gì.
Em chỉ muốn là bao nhiêu lần nó một điếu thuốc màu xanh cung sỏi để cho em đi sống. Nhưng mà chứ đến tan là có cách nói để lấy hết. Em bảo là ở Mỹ không có chỗ nào phi đâu anh. Homeless cũng phải tiền thuốc lá anh uống. Anh lấy của tôi rồi bây giờ anh kêu tôi đi đâu sống. Anh lời của nó anh không có đi mà hành động. Đừng nói. Nhưng mà chị nói là như vậy nhưng mà tiền của mình nếu mình không đưa đâu ai có quyền lấy. Không phải đâu. Đã bảo là trong tranh biết tranh có lệch. Có nhiều người nói anh có ngại nói. À, rất kéo. Có nói không nói. Ai lấy tiền của em. Rất kéo. Có nhiều người mà chắc nó có ngại mới đi giả bồ. Nói tôi thì không giàu thằng tiền cái đó. Có người thì bảo bỏ tội. Em thề trước mặt họ bảo là chắc nó có ngại. Vậy thì bây giờ chị có quyết định là dứt cái ngại đó hay là chị cứ tiếp tục mỗi tháng sẽ phải đưa tiền cho anh sao? Em đâu biết có ngại không mà chứ không chứ tôi thì không giàu. Tôi không tin mấy cái đâu. Nhưng mà tôi như cái đầu tháng 2 cách đây tháng trước này. Thường thường là em mà đi á là em mua cà phê về tránh gì. Hôm nay đúng ngày có tiền. Em đã không mua cà phê về rồi. Em bị trễ 2 chuyến bớt thôi. Em lên xe bớt rồi không về được cái khu Việt Nam. Hắn gặp là hắn có cách lấy tiền. Đó anh có phải là số tôi xui không? Trễ 2 chuyến bớt gặp hắn được chờ thế là xong. Nếu mà chị không đưa thì sao? Đã bỏ là không đưa thì nói là mẹ vẫn có cách đó mà. Có cách hả? Có cách nói thì mình đưa hết. Chị chỉ nói thôi hả? Còn anh có dùng... Chị nói thôi, không bao giờ dùng bạo lực. Bạo lực là khi nào cái lột, to miệng á, anh tức, không ngủ thì anh giọng thôi. Anh nói câu này nè, tao nói cho mày biết đó. Chờ gặp mày gặp tao rồi để tao đánh mày. Mà tao không cho mày chết, giờ sống giờ chết. Mày chết là ai dâng tiền cho tao các bạn. Nhưng mà tao đánh mày kiểu này đêm không ai thấy. Không biết tiêu bên ngoài, không ai làm chứng, tao vô tù à. Ban ngày xưng mấy anh đánh điên à? Mà nhà băng chỉ mà buổi sáng nó nói gì à? Chị... Anh bị dùng miệng chứ. Anh có đánh chị bao giờ chưa? Ôi ta đánh hoài mới cách đây 2 ngày vậy. Đánh buổi tối thôi. Đánh ngày càng đau hả? Đánh như thế nào? Xiết cổ. Xiết xong rồi mình không có thở được. Thế là rớt xuống rồi rầm. Mặt thì tát xưng lên giống thấy dương. Còn tay thì bẻ kêu rắc rắc. Cái này cũng kêu rắc rắc. Cái tường mới đẩy một phát. Đứng lên bứng xuống đau đớn. Anh bảo là nước mắt cá sấu và bò. Thế nên anh chưa phải là người bị đánh. Ta phải nghiêm thức. Anh không biết cái đâu. Đánh như vậy tại sao chị không báo cảnh sát? Tại tôi á. Chắc có lẽ tôi thương anh nhẹ nhiều quá. Tôi cách 1-2 ngày. Anh hứa chiều về là tôi đã trông nó ngóng rồi. Tôi nghĩ nó tránh vô tù. Tại có lần mấy lần tôi vô tù á. Tôi cứ nhớ anh tôi khóc. Thật sự tôi không muốn tránh vô tù. Tôi rất thương và anh nhớ. Nhưng mà thằng anh nói với tôi anh không bao giờ tu tôi. Anh chỉ thương tiền, thương hại tôi thôi. Anh có làm tính như vậy. Anh nói vậy mà chị cũng vẫn tiếp tục. Thì bởi vậy đó, ai cũng bảo chị ngu lắm. Con tao mà mẹ ngu. He want to, he job him. He not job boyfriend. Nhà tôi ai bằng bằng ngu, thế nên bỏ ra tôi. Nhưng mà những khi anh đánh chị như vậy, chị có nhìn thấy, có ai nhìn thấy không chị? Thì đó, người ta chạy người đường, người ta gọi đó. Cái lần cuối cùng á, ngay cái góc này nè, đỡ cái sân kìa. Ôi trời tôi đau quá, tôi khóc thảm thế, chắc người ta gọi thôi. Thế là một thằng nữa, hai thằng nó đi tới. Chưa bao giờ ổng ngọt với mình khi mà đánh mày, đau đớn. Không cho hàng tôi làm này, em ơi. Chưa bao giờ anh được vậy thì đừng. Ngươi với mày tao không ơi. Lao ơi, em ơi, chị sắp tới rồi, đừng khóc nữa. Mà em dễ nghe ngọt hết, biết cái ưu điểm của em. Mình sắp tới rồi sao mà khóc được. Em nói là, thì tao misunderstanding, nghe lộn, tao không có gì. Nói là, you sure, nói vậy. Thế nó đi. Thì lên hai đứa lên cái chỗ trên lầu của ông luật sư vậy đó. Trời phép anh á. Em nói này tôi nói cho anh biết. Anh nói với tôi hai điều kiện. Muốn cho anh thứ nhất đưa hết tiền. Thứ hai phải bông lò. Cái đưa tiền tôi làm được. Nhưng mà trước mặt tôi anh bóc bún con là bà khác. Anh hôn tóc nó, anh kêu tôi vâng lời. Anh kêu tôi nhỏ vậy không làm chuyện đó. Tiền bạc đối với tôi á, ok. Nhưng mà đối với anh biết là tôi không thích bắt cá hai ba tay. Và tôi chơi đẹp, một là tôi bỏ hẳn, tôi chăng là khác. Còn cái thứ bắt cá tôi sợ bệnh đó. Cho nên anh tôi không thể nhỏ. Nhưng chính vì cái ghen tôi bị anh đánh hoài. Nhưng mà tôi đau, càng ngày càng đau thôi. Bây giờ đường ai lấy đi. Anh thề như vậy. Và anh thề là em. Trước mặt trời, nếu mà anh còn đánh em, anh còn nổi thêm tại trời sẽ phạt anh em ra đường xe kẹp. Cho nên em ở lại.